Xin chào anh em đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Mình xin chia sẻ với anh em này. Đấy là bây giờ thì tình hình dịch bệnh đang rất là căng. Và chính phủ đã đưa ra những cái quyết định, những cái nghị quyết là để chúng ta nên ở nhà, cách ly hoàn toàn, tránh đi ra ngoài. Thế cho nên là các bạn nếu như mà không có việc gì thực sự cần thiết thì hãy ở nhà nha, giống như mình đây. Mình đang ở nhà anh em ạ. Really nigga? Anh em tưởng đây là TNC Studio đúng không? Không phải đâu. Bây giờ nó đã là nhà mình rồi. Và khi mà anh em ở nhà thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, và mình khuyên là anh em nên không nên kiểu rảnh rỗi quá mà để cho cơ thể chúng ta nghỉ ngơi thái quá, đâm ra sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề sức khỏe. Anh em hãy dọn nhà, đấy như mình đây, dọn nhà này, rồi thì chúng ta sẽ làm những cái việc gì đấy, ví dụ như là nếu như mà bình thường anh em quá bận bịu với công việc, quá bận bịu với cả việc học tập chẳng hạn, không dành được thời gian cho bản thân hay là dành cho những cái sở thích cá nhân, thì đây sẽ chính là lúc để anh em dành thời gian cho những việc đó. Vậy thì hôm nay xin mời anh em tham quan cái góc gaming tại nhà của mình. Vâng, góc gaming của một fanboy Asus ROG với trị giá khoảng 100 triệu đồng. Đấy, mình nói thế cho oách nhưng mà cũng tầm tầm đấy. Đầu tiên xin giới thiệu anh em chiếc ghế mà mình vẫn ngồi. Đấy, đây chính là chiếc ghế Asus ROG Chariot. Chiếc ghế này thì nó có mức giá là khoảng 15 triệu. Đấy, ngay từ cái lưng ghế anh em đã thấy ấn tượng đúng không? RGB Aura Sync, quá chất, họa tiết carbon đúng kiểu mình thích. Mình rất thích những họa tiết carbon. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái dây đai này. Nó chỉ là để làm màu thôi, cho đẹp thôi. Nó không có tác dụng gì trong việc là để anh em ngồi chắc ghế hơn thế nào đâu. Nhưng mà trông nó rất giống những cái ghế trong những chiếc xe đua. Đấy, đây chính là tác dụng đấy. Rồi ở đây anh em cũng có một cái tag này. Đúng kiểu đồ thời trang ấy, chúng ta phải có những cái tag. Ui, có cả hướng dẫn, à không phải, giật mình tưởng hướng dẫn giặt. Đây là những cái chứng chỉ FC. Ok, chứng chỉ tái chế gì đó. Đấy, rồi chiếc ghế này chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó qua một cục sạc dự phòng. Đó, cục sạc dự phòng như thế này. Rồi, ở đây thì anh em sẽ có một cái cục Aura Sync của Asus ROG luôn. Cái cục này nó giống với cả cái ba lô 6 củ ấy. Rồi, cái ghế này nó rất là hay. Cái điểm hay mà mình thích ở cái ghế này đó chính là cái chân ghế ấy, anh em ạ. Cái chân ghế này, cái bánh xe nó cực kỳ trơn luôn. Mình ngồi cảm giác đôi khi cảm giác nó không vững ấy, bởi vì nó rất trơn. Mình có thể di chuyển nó rất nhẹ nhàng. Đó, anh em thấy không? Một ngón tay, thậm chí là ngón tay út mình cũng có thể kéo qua kéo lại. Cái bánh xe cực kỳ trơn, cực kỳ nhạy. Chính vì thế cho nên là Asus họ đã làm thêm những cái khóa bánh này để anh em có thể ngồi chắc hơn. Khi mà khóa lại thì cái bánh xe nó sẽ hạn chế sự di chuyển. Rất là tiện, rất là thích, mình rất thích cái ghế này. Đấy anh em thấy không? Ngồi phát, ui cảm giác nó rất là gì đấy, ra gì vào này nọ. Di chuyển rất nhẹ nhàng, ui thích vậy. Ok, tiếp theo nữa mình xin giới thiệu anh em cái dàn PC của mình. Đấy, đây là dàn PC Asus ROG Strix GL10CS. Đó, đây là một cái cấu hình máy tính đồng bộ của Asus ROG dành cho những anh em nào fan của thương hiệu này là một này. Thứ hai là anh em muốn có một cấu hình máy tính nó ổn định là hai này. Thứ ba là mua về là dùng, không phải cắm, không phải làm gì khác cả. Mua về một cục này cắm điện là dùng thôi. Đấy, và cấu hình của cái chiếc GL10CS này nó sử dụng CPU Core i5-9400, nó sử dụng card đồ họa là GTX 1660 Ti và 8GB RAM. Anh em có thể nâng cấp lên thành 32GB. Chúng ta sẽ có 512GB ổ đĩa SSD. Đây là con SSD 660P. Ok, nhưng mà quan trọng nhất ấy là cái mức giá của cái dàn PC này nó sẽ rơi vào khoảng 21,5 triệu. Đấy, 21,5 triệu. Vậy thì việc anh em mua máy tính đồng bộ nó có cái lợi thế gì? Đấy chính là anh em sẽ có sẵn phần mềm bản quyền ở bên trong. Đó chính là Windows 10 Home bản quyền. Đó là một điều rất là lợi thế khi mà anh em mua máy tính đồng bộ. Rồi, tiếp theo nữa là khi mà anh em mua cái máy tính này, anh em sẽ được tặng kèm cái màn hình này. Đấy, cái màn hình này thì con này là con Asus VL249HE. Có kích thước là 24 inch, tấm nền là IPS nhá. Tấm nền IPS, tần số quét là 75Hz và cái tốc độ phản hồi là 50ms. Đây là cái màn hình có trị giá là khoảng gần 4 triệu, 3,8 triệu, chính xác là khoảng 3,7 triệu bao nhiêu đấy, 3,790 triệu thì phải, gần 4 triệu. Đấy, anh em mua cái máy tính 21 triệu được tặng cái màn hình 4 triệu, như vậy thì chính ra là cái con PC đồng bộ này giá nó cũng đâu đấy khoảng 17 triệu thôi, không quá đắt đúng không, tặng kèm màn hình mà. Và bên cạnh đó thì anh em thấy mình có một chiếc bàn phím cơ Asus ROG Strix Scope RGB. Đấy,
Còn Scope RGB này thì mình thích nó ở chỗ là nó có cái build rất là chắc chắn. Tấm plate kim loại chạy từ đằng trước ra đến trên này. Chúng ta có logo Republic of Gamer Aura Sync luôn. Đấy. Và phiên bản này mình sử dụng đó là Red Switch anh em ạ. À, Cherry Switch luôn nhá. À, Red Switch cho nên là khi mà mình chơi game ở nhà hay là trong đêm ấy thì nó sẽ đỡ ổn. Đấy, đấy chính là lý do mà tại sao mình chọn chiếc bàn phím này. Và dĩ nhiên rồi, fanboy ROG mà sao lại dùng chuột khác được. Mình không thể dùng con chuột nào khác ngoài con Asus ROG Strix Impact. Con này thì có giá khoảng 700.000 thôi. À, nó không quá đắt đỏ gì nhưng mà nó vừa tay, cầm cũng khá là nhẹ nhàng. Nó không quá to với tay mình. Mình thật ra không thích cầm những con chuột to và nặng đâu, cho nên mình thấy con này nó rất là vừa phải rồi. À, ngoài ra thì con này cũng được trang bị cảm biến tương đối là hợp lý để mình có thể chơi được nhiều tựa game nó phù hợp. Đấy. Và cuối cùng là cái tai nghe trong cái dàn gaming PC setup của mình, của Fanboy ROG. Đây chính là chiếc tai nghe Asus ROG Delta. Chiếc tai nghe này thì có giá là khoảng 5,7 triệu đồng, nhưng mà hiện tại thì nó đang được giảm giá rất là hấp dẫn rồi. Ok, như vậy là đó là tổng quan về cái góc gaming của mình. Anh em thấy sao? Làm gì 100 triệu đúng không? Đây, 100 triệu nó nằm ở đây anh em ơi. Vâng. Đây chính là cái tivi của mình em ạ. Đã là fanboy ROG thì cái tivi cũng phải là ROG. À nhầm, đây không phải cái tivi, đây là cái màn hình. Đây là màn hình gaming Asus ROG Swift PG43U 43UQ. Đấy, tên mã đầy đủ anh em cứ search là PG43UQ. Cái màn hình này, hay là gọi tivi cho nó chuẩn nhỉ, cái tivi này có giá là khoảng 40 triệu. Uầy, anh em nghĩ 40 triệu tivi 43 inch có quá đắt không? Bây giờ mua mấy cái tivi ở mấy trung tâm thương mại nó có mười mấy triệu đã có 43 inch, 50 inch, 4K các thứ smart tivi rồi. Nhưng mà con này nó hơn mấy cái tivi ở ngoài kia cái gì em biết không? Đó chính là tần số quét 144Hz. Ừ thì mình biết là tivi sẽ có những công nghệ để đẩy nhanh cái tần số quét trên màn hình của những cái tivi lên, nhưng mà cái đó không tính. 144Hz này là 144Hz thực và độ phân giải là 4K anh em ạ. 4K 144Hz tấm nền VA, giải màu được đạt đến 90% DCI-P3. Quá khủng khiếp. Tốc độ phản hồi 1ms, con này 40 triệu. Đó, mình đã all in cái màn hình. À, mình đã all in cái TV, nó còn có công nghệ G-Sync nữa. Và đấy, anh em thấy không? Ở nhà không còn gì thú vị hơn là gác chân lên cái dàn PC cũ. Đấy, ngồi trên cái ghế xịn, gác chân lên dàn PC cũ, bật Netflix and chill. Ui, phê vãi. Xoay ra một tí. Sau khi mà đã kiểu nhọc công đi quét nhà rồi thì bây giờ ui, đã bỏ công sức ra quét nhà rồi, bây giờ mình phải tự thưởng cho mình bằng cách là ngồi xem phim bao phê luôn. Nhưng mà anh em ạ, màn hình 43 inch 144Hz mà chỉ để xem phim không thì nó phí lắm. Chơi game luôn. Sao? Chơi game mà có một vấn đề với cái màn hình này là nó quá to anh em ạ. Lúc mà mình ngồi gần như này, mình trải nghiệm cái màn hình này nó phải gần một tháng rồi. Thì mình gặp phải vấn đề này. Ví dụ mình ngồi chơi game nhá, mình ngồi gần như này chẳng hạn. Đấy, bình thường mình sẽ ngồi khoảng cách như này với cái bàn máy tính. Thì vấn đề nó sẽ xảy ra, đó chính là cái màn hình quá rộng. Thế là mình cứ phải nhìn, mình phải lăng lăng này. Ui, đau cổ dã man. Xong rồi chính vì nó là độ phân giải 4K ấy, cho nên là những cái icon ở trên này, nếu như mà mình không bật cái chế độ zoom hình lên, scale and layout này ấy, nó lên cao cao tí khoảng 150% chẳng hạn, thì nó những cái icon nó rất là bé đấy. Mình để 100% anh em xem. Đây, ui nó bé tí đây. Thanh start nó đúng góc nhỏ xíu ấy, trông có chán không? Đấy, khổ lắm anh ạ, dùng màn hình đắt tiền đâu có sướng đâu. Đấy, xong rồi chơi game thì cứ ngồi dí mặt thế này thì có mà chết. 144Hz, ừ, sướng thật đấy. Nhưng mà thế cho nên là mình lại phải ngồi xa xa ra. Đây. Rồi. Setup ở nhà này thì thôi, khỏi phải đi làm luôn. Ôi, ngồi chơi game này sướng. Ôi, đời nó không còn gì để mà phàn nàn nữa. Cuộc đời mình đến đây là chắc là nghỉ hưu rồi anh em ạ. Sắm được bộ này là thôi. Làm nào là mỗi tháng có đủ tiền ăn, bỏ mồm mua mấy gói mì tôm, còn lại cả ngày ngồi nhà chơi game này thôi. Phê vãi. Ui, nhìn cái màn hình kìa. Ui, đông thế. Ê, từ từ thôi anh ơi. Chậm rãi thôi.
từ từ thôi, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế, làm gì mà cứ sồ vào người ta thế. Ê, độc cô cửu kiếm, chém chém, ôi không, ui thằng này mà nó mà vật mình ra thì cũng đau đấy. Nhưng mà không sao, mình đã luyện thành độc cô cửu kiếm rồi cho nên anh em thấy không? Đấy, chém. Uầy, ấy đâu ra đây? Uầy, công nhận là cuộc sống cách ly này chứ cách ly nữa chắc mình cũng cam lòng anh em ạ. Đấy, anh em thấy sao? Setup gaming PC gần 100 triệu của mình, chính xác là tổng cộng những cái món đồ này lại theo giá mà lúc mà mình mua ấy thì tổng cộng nó rơi khoảng 86 triệu. Nhưng đấy là nếu mà mình không kể luôn cái đèn Nanolip đằng sau này. Rất nhiều anh em xem video của TNC Channel xong em hỏi là cái đèn Nanolip này bao tiền, mua ở đâu, thì chia sẻ với anh em là mình mua ở trên Amazon và tổng cộng ship về Việt Nam là nó phải rơi khoảng gần 8 triệu. Mình bị mua đắt anh em ạ, nhưng không sao. Rồi còn một cái nữa mà cái TV này nó đã che mất, đấy là cái nút bạc YouTube anh ạ. Cái nút bạc này thì không định giá được, nhưng mà rất tiếc là cái TV nó che mất rồi. Thôi không sao, mình sẽ không tính nó vào. Tổng cộng là đấy, nghe thấy không? Còn anh em thì sao? Anh em ở nhà cách ly như thế nào rồi? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới thôi nhá. Và nếu như mà có thể thì chia sẻ luôn cả link Facebook anh em và những cái bài post, những hình ảnh mà anh em đăng lên về cái quá trình cách ly ở nhà. Còn mình thì mình hưởng thụ tiếp đây, công nhận. Uầy, đáng tiền thực sự anh em ạ. 40 triệu cho cái màn hình thì không có gì để nói. À quên, con màn này ấy, do nó là 4K 144Hz cho nên là anh em không phải cái dây nào cũng cắm được đâu. Mình đúng ra mình định kết thúc video rồi đấy, nhưng mà mình sẽ phải chia sẻ thêm cái này cho anh em. Đây 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 đây, đây đây là cái dây nguồn. Anh em bình tĩnh, cái dây nguồn nó bị kẹt rồi. Đây rồi đây rồi đây rồi, đây đây đây. Ui sổ to vãi. Đây, cục nguồn màn hình công suất 300W anh em ạ. Cục nguồn công suất 300W. Trong khi đó thì cái cục nguồn của cái màn hình nhỏ xinh bên cạnh, cái màn hình tặng kèm khi anh em mua cái dàn PC ấy, nó như thế này. Còn đây là màn hình của con PG43UQ anh em ạ, 300W. Lại nổi, chính xác là 280W. Ui, nhưng mà hiện đại thì hại điện, nhưng mà mình chấp nhận cái sự hại điện này anh em ạ. Nó phê, công nhận, không có chỗ nào để chê luôn. Không biết là trong tương lai mà gaming nó sẽ còn như nào nữa. Bây giờ anh em tưởng tượng cái màn hình to như này nhưng mà nó lại là cái màn hình cong như này nữa nhờ. Ui, ngồi thì thôi, video cũng khá dài rồi. Anh em nhớ chia sẻ góc cách ly của anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye. One of them is hiding.